Năm 2017, tỷ phú Elon Musk cùng một nhóm hơn 100 chuyên gia đã gửi thư lên Liên Hiệp Quốc kêu gọi cấm các loại vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo. Vì sao như thế? Bởi vì chỉ cần một đơn đặt hàng 25 triệu đô la Mỹ để mua những thứ này là đủ để tiêu diệt một nửa thành phố. Ít nhất là một nửa. Vũ khí hạt nhân đã lỗi thời. Bây giờ bạn có thể hạ gục kẻ thù của mình một cách nhanh chóng và chính xác. AI sẽ loại bỏ con người đã không còn là phim viễn tưởng. Đầu năm 2023, tại hội nghị thượng đỉnh World Government Summit diễn ra ở Dubai, ông chủ của Tesla, SpaceX và Twitter là tỷ phú Elon Musk đã được hỏi về quan điểm cá nhân của ông đối với sự phát triển của công nghệ trong 10 năm tới. Câu trả lời của ông mang đầy tính cảnh báo. Musk nói: "Một trong những rủi ro lớn nhất đối với tương lai của nền văn minh nhân loại là AI, trí tuệ nhân tạo. Nó có cả tích cực lẫn tiêu cực, có nhiều hứa hẹn tuyệt vời, nhưng cùng với đó cũng là mối nguy hiểm khó mà lường trước." Ông nhấn mạnh, ChatGPT đã minh họa cho con người thấy AI đã trở nên tiên tiến như thế nào. AI đã phát triển được một thời gian, trong khi ô tô, máy bay và y học phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt theo quy định, thì AI vẫn chưa có bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào để kiểm soát sự phát triển của nó. Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta cần điều chỉnh sự an toàn của AI. Tôi nghĩ đó thực sự là một rủi ro lớn đối với xã hội, bởi vì trí tuệ nhân tạo nguy hiểm hơn nhiều so với đầu đạn hạt nhân. Hãy nhớ lời tôi, AI còn nguy hiểm hơn cả bom hạt nhân. Đây không phải là lần đầu tiên tỷ phú Elon Musk đưa ra lời cảnh báo đáng sợ về AI. Trước đó, năm 2017, ông cùng một nhóm hơn 100 chuyên gia đã gửi thư lên Liên Hiệp Quốc kêu gọi cấm các loại vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo. Và tất nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quan điểm của ông Musk. Trong đó có nhiều nhân vật hàng đầu của làng công nghệ, như giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg từng cho rằng ông chủ của Tesla đang gieo rắc nỗi sợ vô căn cứ và những cảnh báo đó của ông là có chút vô trách nhiệm. Đáp trả lại những phản bác đó, Musk cho biết những người phản đối ông chỉ là những tên ngốc. Ông cho biết, vấn đề lớn nhất mà tôi nhận thấy với những người được gọi là chuyên gia AI nằm ở chỗ họ nghĩ mình biết nhiều hơn những gì họ làm và họ nghĩ họ thông minh hơn những gì họ có trong đầu. Họ định nghĩa họ bằng trí thông minh của họ và họ chẳng thích quan điểm rằng một cái máy có thể trở nên thông minh hơn nhiều so với họ và luôn bác bỏ quan điểm như vậy. Đó là một sai lầm căn bản. Tôi gần gũi với công nghệ AI ở mức độ cao nhất và nó khiến tôi thấy sợ. Nó có năng lực khủng khiếp hơn những gì mà nhân loại có thể hình dung và tốc độ phát triển của nó là theo cấp số nhân. Nó đang tự học hỏi và thông minh lên từng phút. Công ty DeepMind có trụ sở ở London mà Google mua vào năm 2014 đã phát triển một hệ thống AI có tên AlphaGo Zero. Hệ thống này đã học được cách chơi cờ vây mà không cần tới sự can thiệp của con người. Đây chính là minh chứng cho lời của Elon Musk cảnh báo: đừng đùa với lửa. Như đã nói phía trên, năm 2017, tỷ phú Elon Musk cùng một nhóm hơn 100 chuyên gia đã gửi thư lên Liên Hiệp Quốc kêu gọi cấm các loại vũ khí sử dụng trí tuệ nhân tạo. Vì sao như thế? Bởi vì có một điều đang khiến rất rất nhiều người bận tâm, đó là thuận theo việc tốc độ phát triển công nghệ ngày càng chóng mặt, thì có một loại UAV tí hon hoàn toàn có thể được tích hợp với AI trong tương lai gần. Và lúc đó nó sẽ không còn đơn thuần là một chiếc UAV trinh sát nữa, mà hoàn toàn có khả năng trở thành một sát thủ đáng sợ đối với bất kỳ ai. Slaughterbots, video vận động kiểm soát vũ khí năm 2017 có thể cho chúng ta thấy một viễn cảnh không xa về những vũ khí tự động thu nhỏ biết bay gây chết người, có thể trở thành vũ khí hủy diệt hàng loạt thực sự. Sau đây là một phân đoạn trong video. Bên trong thứ này chứa khoảng 3 gram chất nổ nén. Và đây là cách nó hoạt động. Mọi người thấy cả rồi chứ? Một tiếng bang nhỏ xíu đó là đủ để xuyên qua hộp sọ và phá hủy bộ não của mục tiêu ngay lập tức. Và chỉ cần một đơn đặt hàng 25 triệu đô la Mỹ để mua những thứ này là đủ để tiêu diệt một nửa thành phố, ít nhất là một nửa.
Vũ khí hạt nhân đã lỗi thời. Bây giờ bạn có thể hạ gục kẻ thù của mình một cách nhanh chóng và chính xác. Chỉ cần một số thông tin để nhận diện, sau đó thả món đồ chơi này ra và chờ tin tốt. Tờ The Hill đưa tin các nghiên cứu gần đây cho thấy ngày càng có ít đàn ông Mỹ hẹn hò với người khác giới. Chính xác thì có hơn 60% nam thanh niên tại Mỹ hiện đang độc thân. Và giờ đây, người ta có cái gọi là bạn gái trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đang ngày càng phổ biến, không chỉ là một khái niệm mơ hồ như trong khoa học viễn tưởng và các bộ phim Hollywood. Nhưng các chuyên gia nghiêm túc cảnh báo rằng những người yêu nhân tạo này sẽ là mối đe dọa đáng kể đối với cả một thế hệ thanh niên. Do nhu cầu ngày càng tăng, các trang web cung cấp bạn gái AI có thể tùy chỉnh đang trở nên tinh vi hơn về bản chất. GrimGF là một ví dụ điển hình. Đây là một trang web cho phép người dùng tạo đối tác lý tưởng của họ. Từ khuyên tai đến hình xăm, sắc tộc đến tính cách, mọi khía cạnh đều có thể điều chỉnh theo nhu cầu của mỗi cá nhân. Nghe qua thì có vẻ quá tuyệt, nhưng các nhà khoa học cảnh báo đó không giống với một giấc mơ đẹp mà nó giống một cơn ác mộng hơn. Bởi vì bạn gái AI không có thật, chúng là những sinh vật biết xù, thậm chí là những sinh vật quái dị, hoạt động dựa trên không gì hơn là những thuật toán mạnh mẽ. Cái gọi là bạn gái AI nên được xem như một thứ thuốc an thần độc hại, được thiết kế để khiến người dùng tê liệt, trở nên ngốc nghếch và quan trọng nhất là hoàn toàn bị mê hoặc. Tuy nhiên, đáng buồn thay, trong tâm trí của những người cô đơn, sự thật này lại không được ghi nhận. Hoặc nếu có, nó dường như cũng không quan trọng. Và số lượng người trẻ cô đơn tìm đến thế giới ảo như thế đang ngày càng tăng. Và đó cũng chỉ là những gì nhân loại có thể thấy bằng mắt, có thể suy đoán bằng trí óc. Còn rất nhiều những kịch bản thao túng nhân loại ngay từ trong suy nghĩ, ngay trong từng tế bào, mạch máu mà ít ai biết đến. Và dù có nghe đến cũng không mấy ai để ý và xem xét, bởi vì nghe rất giống với một câu chuyện phi lý. Nhưng thật ra nó đang diễn ra một cách âm thầm vô cùng hệ thống. Để hiểu rõ hơn về điều này, mời mọi người xem lại video Bóng ma đằng sau chiếc điện thoại thông minh đang thao túng con người, phần 1 và 2 của tác giả Thiên Bảo trên kênh Tinh Hoa TV. Chúng ta sẽ cùng nhau nói nhiều hơn về chủ đề này trong những video tiếp theo.